Hello, em chào bà con nha. Hôm nay em có mặt tại Sài Gòn, em cho về em Ford đi bạn Mối Ninh ha. Mối Ninh này chắc mình để đây Sài Gòn cho anh em mình đi nè. Thì anh em nào có nhu cầu lấy thì liên hệ em, không thì vài bữa anh đem về. Xe này mình bán 180. 180, 185 gì đó cũng được ha, 180 không bớt nữa. Xe này đẹp lắm rồi. Cho về em Ford Mondeo. Số tự động, cửa nóc. Xe đẹp ghê chưa? Mới tân à. Đó. Mâm đúc 4 vỏ, vỏ Michelin luôn, vỏ gì cui anh chị ha. Nước sơn si chuẩn hết rồi. Xe này mua về rửa nước lạnh chạy thôi. Máy móc em bán trăm mấy chục triệu ha. Hôm nay em về sớm giờ em về được con Mondeo này với một em xe trăm rì tự động luôn. Thì hai em xe đều là số tự động hết. Anh em nào có nhu cầu mua để chạy gia đình thì cứ nhấc máy alo cho em ha. Để em qua đây em quay cho kẹo phía sau. Đầu trước đẹp không? Đó. Xe còn khá đẹp ha, biển 44300. Xe đã ok hết rồi. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ nhắc máy cho em. Số trên em là 0834333371 nha anh em ha. Em cảm ơn anh em bà con rất nhiều nha. Chúc bà con em buổi sáng vui vẻ nè.